Xin chào ạ, tất cả các bác. Hôm nay em xin test sơ sơ về cái loa CS5590A của Pioneer mà hàng xuất xứ là của Thái Lan, lắp ráp tại Thái. Thì đây là một loa nặng 13 kg như đã đăng ảnh trên cân đấy. Trên loa thì có loa bát bát 25. 325 mà có chữ Pioneer ở trên màng loa này. Có tem Pioneer của hãng đấy, tem bạc đấy. Thì cái loa này gồm có một bát và hai chép trên một loa. Đấy, một bát và hai chép trên một loa. Thì loa này là màu vân gỗ, rất dễ trang trí và rất dễ xử lý. Mặt sau của nó thì đây ạ. Đấy, tem Pioneer CS5590A 120W là min max là 250W margin Thái Lan đấy, Pioneer Tokyo Japan đấy. Thì đây là toàn bộ cái hình ảnh ở đằng sau tem, và có một loa R là right này, và một loa left loa trái, loa right là loa phải. Thì loa này thì để 100% là từ kép, cam kết 100% là từ kép các bác nhé, vì shop cũng đã mở và thử nhiều lần rồi thì nó là từ kép chứ không phải là từ đơn đâu ạ. Thì tiếp theo thì shop sẽ xin được test sơ sơ một bản nhạc remix và một bản nhạc trữ tình. Thì xin mời các bác nghe giúp ạ. Bị các vấn đề về xương khớp, viêm khớp, viêm đa khớp, thoái hóa khớp, tê bì tay chân, gọi ngay cho trung tâm. Thank you.
mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin người nhìn chơi. Chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm với. Vâng, thì chắc là các bác cũng biết là hay hay không thì nó ở cái bộ loa, là một cái bộ dàn của mình là 30% là phụ thuộc vào loa, thế còn 70% là phụ thuộc vào nguồn nhạc này và các cái thiết bị âm thanh gồm có vang này và đẩy. Thì đây là đang dùng vang và âm ly. Thì thực ra đây cái vang này cũng rất là đơn giản thôi, vang Lex mà FX9. Lex FX9 Plus. Đấy thì cũng là cái vang cũng rất là bình thường thôi. Thế và cái âm ly 2.3 thì cổ thì ngày xưa thì chắc là cũng không phải là dòng siêu đẳng lắm, thì các bác nghe thì cái chất loa ấy nó sẽ khác. Nó nếu mà vào cái bộ dàn hay hơn thì nó còn hay hơn nữa. Xin hết ạ.